Review đại quản gia là Ma Hoàng 398-399. Ở tập trước, nhị hoàng tử to gan dám bắt cóc Trác Phàm, được Sương Nhi xem tướng thì cay cú vì không có tướng vua, còn định bổ vào đầu cô bé. Trác Phàm tỉnh dậy đúng lúc, bóp nát quả kiếm của, còn dọa cho con rùa rụt đầu này cay đỏ rái. So sánh hắn với rác thải, toàn là loại rác thải nhựa, được coi là tạp chủng cần dọn sạch sớm. Vũ Văn Dũng nghiến nát rằng: Hoàng Mi lão tổ, người còn đứng ngây ra đó làm gì, còn không mau bắt tên cuồng vọng này cho ta. Hoàng Mi lão tổ suốt chiêu, đem thứ độc hương gì đó cuốn vào người Trác Phàm. Độc hương xoáy dần rồi thành một cơn lốc, Trác Phàm ở trong đó nhẹ nhàng nói nhỏ: Thiên Ma đại hóa quyết, rồi thứ hương độc kia bị Trác Phàm hút hết, không một chút tàn dư. Hoàng Mi lão tổ run như con cầy sấy, hỏi độc của mình đâu rồi. Trác Phàm thè lưỡi: Ta ăn rồi, món tráng miệng này cũng được. Não Hoàng Mi lão tổ sợ đến rối loạn. Trác Phàm này lợi hại hơn nhiều so với lời đồn, mê yên mạnh nhất của lão tử lại không có tác dụng với hắn, một tên luyện thể như hắn đấu với một tên chơi độc như ta, chẳng phải là muốn chết sao? Hoàng Mi lão tổ quay xe: Nhị điện hạ, chúng ta sơn thủy hữu tương phùng, ngày sau gặp lại, đừng quên người còn nợ lão phu 12 viên linh đan. Vũ Văn Dũng không ngăn lại được, Trác Phàm nở một nụ cười tà ác, đây là một điểm báo lớn. Hoàng Mi lão tổ vừa bay lên được không trung khoảng chừng 40-50 mét, Trác Phàm tốc biến, đưa hắn trở về lại mặt đất, ra tay với lão tử, còn muốn chạy ư? Hoàng Mi lão tổ bị kẹp cổ, Trác quản gia tha mạng, mọi chuyện đều do nhị hoàng tử sai ta làm. Hoàng Mi lão tổ còn chưa nói hết, Trác Phàm cảm một cái mạnh vào mặt hắn, lão tử không phải kẻ ngốc, chuyện này cần ngươi nói sao? Nói chung, hẳn là thủ phạm, ngươi là tòng phạm, dám đắc tội với ta, ai cũng đừng hòng chạy. Trác Phàm trở về với con người của chính mình, lăm le xé thịt Hoàng Mi lão tổ. Hoàng Mi lão tổ toát mồ hôi hột: Chờ đã, Trác quản gia, ngươi đừng giết ta, chỉ xin người tha cho tao một mạng, ta làm trâu làm ngựa báo đáp. Đúng rồi, Lạc gia các người chẳng phải vừa vực dậy sao, chắc còn đang thiếu người. Báo phụ có thực lực thần chiếu bát trùng cảnh, bằng lòng lập tức vào Lạc gia làm trâu làm ngựa cho người, thề chết đi theo người. Trác Phàm thu lại khí tức thần chiếu bát trùng, nghe có vẻ không tệ, đáng tiếc người không đạt. Trưởng lão Lạc gia không ai khuất phục ở chuyện sinh tử. Trác Phàm đưa ra vài đường chảo, vuốt nhẹ một cái là Hoàng Mi lão tổ về với tổ tiên đúng với cái tên của hắn. Vũ Văn Dũng cùng đám hộ vệ của hắn rụt lại. Vũ Văn Dũng không còn ngông cuồng như trước. Trác quản gia, lần này bổn vương biết lỗi rồi, lần sau không dám nữa, mong người giơ cao đánh khẽ cho một con đường sống. Trác Phàm im lặng, rồi đột nhiên hù một cái, Vũ Văn Dũng giật mình ngã đập đít xuống đất. Nếu người dám có lần sau, người có tin cách chết của ngươi sẽ thảm hơn Hoàng Mi lão đầu đó một vạn lần không? Nể mặt lão tử của ngươi, lần này ta sẽ không so đo nữa. Nhưng mà Trác Phàm giơ tay lên, dồn vào đó linh lực, làm một cú bổ xuống đất vang trời lở đất. Khu biệt thự trả góp của Vũ Văn Dũng chia làm nhiều khu tiểu biệt thự. Động tĩnh của cú chảo này vang rất xa, lão hoàng thượng cùng cận thần đang chơi cờ đều phải dừng lại vì động tĩnh cực kỳ khủng bố này. Hoàng thượng ngoảnh đầu xuống: Chuyện này là sao? Trời sập rồi à? Khởi bẩm bệ hạ, chuyện cụ thể không rõ, chỉ là xem bộ dạng này, động tĩnh truyền ra từ phủ nhị điện hạ. Hoàng đế thở dài: Lão nhị này gây ra chuyện gì rồi, mau đi xem xét. Lão cận thần đứng dậy: Bệ hạ, động tĩnh lúc nãy không nhẹ, e là bên nhị hoàng tử thật sự xảy ra chuyện lớn gì rồi, để lão phu đi xem thử. Rồi lập tức nhảy đi xem, để lại ông hoàng đế với nhiều ưu tư, già rồi nhưng không được ở yên với đám con rời đánh. Ở chỗ công ty của Gia Cát trưởng phòng cũng đã cảm nhận được, Gia Cát trưởng phòng chia buồn với tên mới ra đời, không biết sợ là gì. Tiểu quái vật Trác Phàm đó ngay cả ông ta cũng không bằng lòng đối địch, tên khờ Vũ Văn Dũng lại dám đi chọc, khả năng cao ngày này năm sau, Vũ Văn Dũng sẽ về nhưng với hiện trạng là một hồn ma. Động tĩnh kia lan ra cả khu ổ chuột U Minh Cốc, cốc chủ đoán ra được nhị hoàng tử Vũ Văn Dũng bị hành, ông ta lăn tăn: Tiểu tử này hấp ta hấp tấp, chúng ta có thể hợp tác cùng với hắn sao? U Minh đáp: Hết cách, bây giờ tất cả mọi người đều nhìn đế vương môn, bắn người phải bắn ngựa trước, đi theo nó chúng ta nhất định sẽ bị nhầm vào, làm bia đỡ đạn đầu tiên, mà trong ba vị hoàng tử, đại hoàng tử có bụng dạ xấu nhất, không đáng tin, tam hoàng tử ăn chơi, cũng chỉ có nhị hoàng tử này có thể lợi dụng, đây thật sự là hết cách, tới chọn hắn, bây giờ chúng ta cũng chỉ có thể chân đạp hai thuyền trước. Ngũ cốc chủ cắn răng: Sao con đường của U Minh cốc chúng ta mơ mơ hồ hồ đi đến khốn cảnh như vậy chứ? Trở về với nam chính, màn hành xác Vũ Văn Dũng vẫn chưa kết thúc, đập tan nhà nát cửa, cũng phải chỉnh đốn lại hàng tiền đạo cùng bộ não ngu xuẩn quán. Trác Phàm biết tên này rất muốn làm hoàng đế, bây giờ cậu sẽ làm sạch hắn, đánh thắng trước phố đông đúc của đế đô, làm nhục các kiểu con đà điểu. Trên đời này còn chưa có hoàng tử nào sau khi bị làm nhục như vậy còn có thể làm hoàng đế, bởi vì mặt mũi của hắn không còn nữa, vốn không thể đại diện cho đại thống của đất nước, trừ phi chỉ còn lại mình hắn là người thừa kế. Vũ Văn Dũng đang mất hồn nghe được câu này bật tỉnh lại: Đừng mà, đừng, ta cầu xin ngươi, tuyệt đối đừng làm nhục ta, nếu không đừng nói hoàng đế, ngay cả mình chỉ ra cũng không làm được. Trác Phàm vẫn cười lớn trong cơn điên hành hạ tên Vũ Văn Dũng. Sương Nhi đứng ngơ ngác một góc nhìn, trong lòng thầm nghĩ: Ta cuối cùng cũng hiểu được lời của ông nội rồi, Trác quản gia không những là kẻ ác, còn là đại ác, không cẩn thận sẽ trở thành sự ác độc hại sinh linh. Đúng lúc này, Ban Tử cùng với Vĩnh Ninh tới: Người huynh đệ à, để mặt ta, thả nhị ca ta đi. Ha ha ha, mập địch, người khá là có tình yêu huynh đệ đấy, nhưng ngươi nên biết tính khí của ta, nhị ca này của người thật không ra gì, lại còn dám bắt ta,
ta phải cột hắn ở chợ đi dạo thị chúng, nếu không không biết lại có tên đê hèn nào làm ra chuyện như vậy. Trác Phàm và một cái đi cụ nó hai trụ cột trung phong trên hàng tiền đạo, nơi gửi gắm những nụ cười xinh tươi của Vũ Văn Dũng. Lần này hắn ăn rau không sợ mắc kẽ răng nữa rồi, cũng không dám nở một nụ cười tự tin là đủ nữa. Trác huynh nói đúng, trên đời này đúng là có quá nhiều người không biết tốt xấu, thiếu dạy dỗ, nhưng dù sao hắn cũng là nhị ca ta, xem như nể mặt ta đi. Bàn Tử nói, Vĩnh Ninh cũng nói theo, nhưng có ý tứ khác. Đúng vậy, người đánh nhị ca bọn ta thành bộ dạng này, ngay cả tòa biệt thự trả góp cũng bị san bằng rồi, thu gì cũng nên báo rồi chứ. Bàn Tử cạn lời nhìn người em gái, cô nhóc này không hướng về phía nhị ca, chẳng lẽ trái tim của nó đối với Trác Phàm? Hai, đúng thật là gái lớn không giữ được, đến tuổi cánh tay hướng ra ngoài rồi sao? Trác Phàm im lặng một tẹo, ha ha ha, được, nể mặt các người, ta tha cho tiểu tử này, nhưng các ngươi nhớ, hai người các ngươi mỗi người nợ ta một ân tình, sớm muộn cũng phải trả. Bọn ta chỉ có một nhị ca, ngươi thả hắn, nợ người một là được, sao còn mỗi người nợ một? Trác Phàm thả Vũ Văn Dũng ra, ai bảo hai người các ngươi đều cầu xin? Đương nhiên phải mỗi người nợ một rồi, chờ sau này ta có gì cần, các người nhất định phải trả nhân tình này. Về lòng tham thì không lạ gì đối với Trác Phàm rồi. Mọi chuyện đã được giải quyết, Trác Phàm không so đo nữa, cậu dẫn Sư Nhi về. Vĩnh Ninh lại ngăn cản, rồi chạy lại ôm lấy Sương Nhi, nói rằng hai người là chị em tốt, quá không gặp, muốn gặp nhau một lát. Hơn nữa, Vĩnh Ninh biện lý do gặp động tĩnh lớn, người chưa ra ngoài nhiều như Sương Nhi sẽ cảm thấy sợ. Dương Nhi định nói là mình không sợ nhưng bị Vĩnh Ninh bịt mồm. Tam ca, huynh tự về trước đi, không cần lo cho muội. Bàn Tử đoán ra được trò này của Vĩnh Ninh, cô ta làm như vậy là có thể ra ngoài chơi, lách lệnh phát cấm túc một năm. Mập địch nhắc nhở, cho dù muội theo Vân Xương cô nương đến phủ tế tư ở, phụ hoàng cũng sẽ bảo người đưa muội về. Mập, có một điểm chắc là người lầm rồi, Vân Xương cô nương muốn theo ta về Xương Bình Dương phủ Lạc Gia, không phải về phủ tế tư. Vĩnh Ninh và Bàn Tử hú hồn, phải để Trác Phàm kể lại tường tận mới hiểu. Thì ra là vậy, Vân cô nương có lòng cứu thương sinh, tại hạ khâm phục, nhưng tao không thể không nhắc một câu, người này không đơn giản chỉ thiên về cái ác, mà đứng đầu trong cái ác, đầy tội ác, bố của tà ác. Trác Phàm không thèm so đo, những lời nói ra thật sự cũng có phần đúng này. Bàn Tử không ăn lại cái mặt dày của Trác Phàm, còn đau đầu với cô em Vĩnh Ninh. Cô ta nghĩ ra lý do, mình càng phải ở cùng với Sương Nhi để tránh cô ấy bị ai đó dạy hư. Bàn Tử không làm gì được, muội thích thế nào thì thế đấy đi, dù sao chờ phụ hoàng trách tội xuống, ta không gánh thay muội. Trác Phàm thấy công chúa đi theo sau này cũng có tác dụng lớn nên đồng ý. Mọi người chào tạm biệt nhau, Trác Phàm liếc mắt nhìn Vũ Văn Dũng, lão nhị này không có tướng đế vương, giải quyết những người kế thừa khác chẳng phải là người thừa kế chính hiệu rồi sao? Mập à, cho dù ngươi cắt đứt dụ dỗ của ta nhưng đã quá muộn rồi. Trong lòng hắn đã chôn hạt giống lấy võ đoạt quyền, lấy nấm đấm đổi ngai vàng. Có lẽ Bàn Tử cũng hiểu, đôi mắt của hắn đầy suy nghĩ thâm sâu. Về phủ Xương Bình, Trác Phàm để cho Lạc Vân Thường sắp xếp phòng cho hai vị tiểu thư, bây giờ cậu phải đi bế quan 3 ngày. Lạc Vân Thường mời hai vị tiểu thư theo mình. Trên đường đi, cô ta hỏi Sương Nhi có phải cô có thể xem thiên mệnh thật. Sương Nhi gật đầu, vậy thì Dương Nhi cô nương có thể xem nhân duyên không? Sương Nhi giật mình, cả Vĩnh Ninh cũng vậy. Có thể xem. Sương Nhi mở đôi mắt của mình ra nhìn cho Lạc Vân Thường, lạ thật, nhân duyên của Lạc tiểu thư sớm đã đến rồi chứ nhỉ? Tôi không tốt lắm nhưng lại bị cắt đứt giữa đường, chẳng lẽ là... Sương Nhi xin lỗi Lạc Vân Thường vì mình không thể xem được nhân duyên của cô ấy. Lạc Vân Thường buồn hỏi tại sao. Kết thúc video ngày hôm nay, để xem phần tiếp theo thì bạn hãy bấm vào kênh Triệu Gia, chọn danh sách phát để xem tập mới nha. Đừng quên đăng ký kênh để đón chờ nhiều video review hay sắp tới. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.